Cậu đứng đây làm gì? Sao không vào nhà đi? Tôi đã kể chuyện mình phẫu thuật cho bố mẹ nghe rồi. Họ vô cùng tức giận. Đây còn là lần đầu tiên tôi nói ra chuyện này với người khác. Không ngờ lại làm tổn thương nhiều người như vậy. Nhất là bố mẹ tôi và Tiêu Lượng đó. Chỗ bố mẹ cậu của tôi lo. Còn phía Tiêu Lượng, cậu tìm cơ hội nói với anh ta đi. Nhưng bố mẹ tôi, đến cả đứa con gái này còn đuổi ra ngoài. Có thể thuyết phục được không? Không sao đâu, bố mẹ cậu luôn coi tôi là con trai. Lời tôi nói nhất định có trọng lượng hơn cậu. Cậu yên tâm giao họ cho tôi đi. Mau về nhà đi. Còn nữa, không cần lo lắng, cười lên cái coi. Về đi, bên ngoài lạnh lắm đó. Nhớ đó, còn có tôi. Chú, gì? Cháu biết hai người rất giận. Nhưng có những chuyện cháu vẫn nên nói cho mọi người thì tốt hơn. Hy vọng hai người cho cháu cơ hội để nói ra. Chuyện cần nói, Mỹ Lệ nói ra hết rồi. Cháu không cần phải thay nó đâu. Từ nhỏ cháu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan. Cho dù có giấu chúng ta, cũng là do Mỹ Lệ dạy hư cháu. Chú gì chắc chắn là không trách cháu đâu. Không phải đâu, Mỹ Lệ không kêu cháu giúp cậu ấy gì cả, là cháu tự nguyện. Nói như vậy, chuyện của Mỹ Lệ cháu đã biết hết rồi. Là cháu ở cùng với cậu ấy khi phẫu thuật. Thay đổi tên cũng là ý của cháu. Cháu giúp cậu ấy được vào công ty Teshiro. Hơn nữa cậu ấy rất thích Tiêu Lượng, cũng là do cháu tác hợp. Tất cả đều do cháu. Khi cháu còn nhỏ là đứa trẻ ngoan. Tại sao bây giờ lại đưa ra ý kiến như vậy? Chú gì, từ ngày đầu tiên Mỹ Lệ tới Thượng Hải, cháu đã nói với cậu ấy, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy bị ức hiếp. Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua, cậu ấy chịu nhiều tuổi khổ như vậy, cháu lại không có cách nào giúp được. Cho nên chỉ có thể ở bên cạnh cậu ấy thôi. Cháu nhìn coi cháu kìa. Hai chúng ta gửi gắm Mỹ Lệ cho cháu, là xem cháu như anh trai của nó. Tại sao nó phạm lỗi như vậy, cháu lại không nhắc nhở nó, lại còn giúp nó che giấu chúng ta? Nếu biết trước có ngày hôm nay, cháu đương nhiên sẽ nhắc nhở cậu ấy. Cháu sẽ không để cậu ấy thích Tiêu Lượng, cũng không để cho cậu ấy bên cạnh ai khác. Cho dù cậu ấy có là cô mập trước đây, chỉ cần cậu ấy có thể bên cạnh cháu, như vậy là quá đủ rồi. Cháu nói vậy là sao? Cháu không muốn nó thích người khác sao? Bởi vì cháu thích cậu ấy. Nhưng lúc cháu phát hiện ra chuyện này thì đã quá trễ rồi. Không thể nào. Tiêu Lượng thích Mỹ Lệ là vì nó không biết quá khứ của Mỹ Lệ. Còn hai đứa cùng nhau trưởng thành. Cháu hiểu nó, tại sao bây giờ cháu lại thích nó chứ? Gì à? Nếu chuyện tình cảm dễ dàng như vậy thì cháu và Mỹ Lệ sẽ không đi tới ngày hôm nay. Nhưng mà nhìn thấy cậu ấy vì Tiêu Lượng mà làm nhiều thứ, cháu thực sự không nhẫn tâm làm khó. Cứ cho là cháu thích nó cho nên giúp nó. Nhưng mà hai đứa khiến mọi thứ rối tung lên rồi. Hơn nữa, Mỹ Lệ lại không chịu thú nhận với người ta. Nó muốn chúng ta chấp nhận làm sao đây? Phải đó. Trước đây dáng vẻ của Mỹ Lệ ra sao? Cháu tin hai người hiểu hơn cháu. Từ nhỏ tới lớn, cậu ấy đã từng bị người khác chê cười mà khóc. Vì đậu đại học cho nên cười. Vì công việc mà chịu tủi thân. Cũng từng vì một bản đề án mà cố gắng mấy ngày mấy đêm không ngủ. Nhưng mà những giọt nước mắt, nụ cười, tủi thân đó và những cố gắng đó đều không bằng những thứ mà cậu ấy dành cho Tiêu Lượng đâu. Chú gì à? Tiêu Lượng là người duy nhất Mỹ Lệ yêu. Cháu nhìn thấy cậu ấy dần dần trưởng thành lên trong tình yêu. Có thể trong tình yêu có những đau khổ, nhưng dù ra sao đi nữa, cậu ấy cũng đã thoát ra được hình dáng của quá khứ.
có được cuộc sống trong mơ của mình. Đó đều là những thứ được đổi bằng cố gắng của cậu ấy. Dù cho hai người không quen với diện mạo mới của cậu ấy bây giờ, nhưng nhìn cuộc sống vui vẻ của cậu ấy đi, hai người nên vui mới đúng. Chú gì à? Không cần biết là người thương hay là bạn bè, chỉ cần yêu một người thì sẽ hy vọng người đó hạnh phúc, không phải sao? Nào chú gì, cầu thang này hơi dốc, hai người đi chậm thôi. Được rồi, chú ý an toàn đó. Dịch Minh chắc giả rồi. Dạ không có gì đâu. Chú gì bên này, bên này, bên này, để chú giúp cho cháu. Dạ không cần, không cần đâu, cháu làm được mà. Nào nào, mời vào. Để chú, để chú. Dạ không sao đâu. Chú gì à, đây là nhà ở Thượng Hải của Mỹ Lệ đó. Hai người nghỉ ngơi ở đây trước nha. Được rồi, đã lâu không gặp, cháu ngồi đây chúng ta nói chuyện. Phải đó, ngồi đi. Không được đâu, bệnh viện của cháu nhiều việc lắm. Nếu hai người cần gì cứ gọi điện thoại cho cháu. Được, được, được. Tạm biệt nha. Phải rồi chú à, cháu đưa chìa khóa cho chú nè. Được rồi, cháu đi trước nha. Tạm biệt, đi thông thả. Dịch Minh này đối với Mỹ Lệ chúng ta đúng là tốt đó, còn hiếu kính với chúng ta. Nó mà thích Mỹ Lệ sớm một chút thì tốt quá rồi. Bây giờ mới thích cũng không muộn. Để tôi hôm nay nghe ngóng thử xem ý của Mỹ Lệ là ra sao. Đến rồi đây. Mỹ Lệ à, mau xem đi, mẹ làm cho con vài món ngon đó. Con nhìn đi, đồ ăn lên đây. Giò heo muối cây, thịt kho. Nào nào nào, nhanh lên nhanh lên, mau ăn đi. Sao vậy? Con nhìn cái gì? Phải rồi, phải rồi, tôi biết rồi. Tôi biết rồi, con gái mình đang giảm cân, cho nên nó không ăn những món mà ngày xưa nó thích nữa đâu. Ông mẹ à, nhanh lên, rửa củ cải cà rốt. Tôi phải làm món xào cho con gái ăn. Được, được, được. Không cần đâu mẹ à, đây đều là những thứ con thích, rất thích luôn đó. Sao lại khóc rồi? Đừng có khóc, đừng khóc. Nước mắt rơi vào trong chén sẽ làm dơ chén đó. Mẹ à, bố, cảm ơn hai người đã tha thứ cho con. Nè con gái, con chịu khổ nhiều rồi. Ngày hôm qua đáng lẽ là bố không nên đuổi con ra khỏi nhà như vậy. Được rồi, được rồi, chúng ta là gia đình, có thể cùng nhau thì phải vui vẻ mới đúng. Phải đó, vui vẻ, vui vẻ. Nè Mỹ Lệ à, chuyện của con bố mẹ biết hết rồi. Chúng ta rất hiểu con. Nhưng mà có chuyện này bố mẹ muốn hỏi con, không biết có hơi đường đột không? Con cảm thấy Dịch Minh như thế nào? Chúng ta cho rằng Dịch Minh tuy không đẹp trai bằng Tiêu Lượng, cũng không giàu có bằng Tiêu Lượng, bây giờ còn lại học cái thói miệng lưỡi ngon ngọt nữa chứ, còn ra cái chủ ý tầm bậy đó cho con. Mẹ, sao mẹ lại nói Dịch Minh như vậy? Tuy rằng trước mặt của cậu ấy, con từng nói cậu ấy không tốt, nhưng cậu ấy cũng đẹp trai, cũng tốt bụng, hơn nữa lại còn là bác sĩ. Chỉ là nhìn không nghiêm chỉnh chút thôi, nhưng mà người khác không biết cũng không sao. Hai người sao lại không thể không biết chứ? Thật ra cậu ấy vẫn như lúc bé, không thay đổi chút nào hết, ngốc như vậy, còn không nghiêm túc nữa. Nhưng con người của cậu ấy lương thiện nhất. Tuy rằng bây giờ người con yêu là Tiêu Lượng, nhưng trong lòng của con, Lôi Dịch Minh đó mới là người bạn tốt nhất, thân nhất của con. Địa vị của cậu ấy trong lòng con không ai thay thế được đâu. Nha đầu, con thật sự nghĩ như vậy sao? Chị, con có cảm thấy Dịch Minh tốt hơn Tiêu Lượng không? Bố, thật ra hy vọng duy nhất của con bây giờ là Dịch Minh có thể tìm được một người con gái yêu cậu ấy như con yêu Tiêu Lượng. Con hy vọng cậu ấy có thể sống tốt, yêu đương hạnh phúc, là bạn, mà không thể đi cùng cậu ấy trên con đường này. Hy vọng có người con gái khác đi cùng cậu ấy. Cho nên, nếu có thể nhìn thấy cậu ấy sống hạnh phúc vui vẻ, con sẽ cảm thấy vui cho cậu ấy. Phải, 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 phải. Đúng là có cảm giác đó. Nếu mà là người con yêu thì con sẽ hy vọng nó được vui vẻ phải không? Hy vọng nó hạnh phúc có đúng không? Dịch Minh cùng con lớn lên,
cùng con trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, đương nhiên là phải tốt hơn vì con ở bên cạnh Tiêu Lượng mà phải ôm một bí mật. Thật ra thì bố không có ý gì khác đâu. Bố chỉ hy vọng con có thể nói rõ chuyện này, lo lắng người ta sẽ không chấp nhận con. Cũng may có đứa như Dịch Minh là người có thể hiểu rõ con, còn luôn ở bên cạnh con. Đúng là như vậy. Nhưng mà con gái hình như cảm thấy Dịch Minh chỉ có cảm giác bạn bè thôi, không giống như tình cảm dành cho Tiêu Lượng đâu. Được rồi, được rồi, ông nói thế nào cũng được hết. Dù sao thì lời của ông nói luôn luôn đúng. Bố, con đối với Lôi Dịch Minh không giống như đối với Tiêu Lượng đâu. Bố hiểu những khó khăn của con, nhưng là bố mẹ, bố không thể dung túng cho con của mình che giấu chuyện này. Nếu như con muốn thành đôi với Tiêu Lượng, vậy thì con phải nói rõ ràng chuyện này ra. Nếu không, chúng ta sẽ không gặp người nhà của cậu ta, cũng không đồng ý chuyện hai đứa kết hôn đâu. Bố sẽ cho con thời gian, nhưng mà không thể nào kéo dài thêm được nữa đâu. Không phải lúc nãy anh bảo là muốn nói chuyện với em sao? Là chuyện gì vậy? Em có đồng ý lấy anh không? Trước khi anh mua nhẫn kim cương, Lôi Dịch Minh đã hỏi anh một chuyện. Nếu như có một ngày em béo lên, em xấu đi, thậm chí còn lừa gạt anh có yêu em không? Anh đã nghĩ mọi khả năng, rồi phát hiện chỉ có một thứ không chấp nhận được, đó chính là rời bỏ em. Mẹ đóa, anh hy vọng có thể đi bên em, trải qua tất cả mọi chuyện trong đời, chăm sóc cho em, bảo vệ cho em, tha thứ tất cả những gì em thiếu sót, bên em cái răng long đầu bạc. Mẹ đóa, em đồng ý bên cạnh anh không? Lẽ nào cô còn chưa làm hại Tiêu Lượng sao? Tôi mặc kệ Tiêu Lượng tha thứ cho cô ra sao, khoan dung cô ra sao, cô cũng đừng hòng bước qua được cửa của tôi. Trước khi cô rời bỏ Tiêu Lượng thì cứ coi như cô làm một chuyện tốt cho mối quan hệ của cha con tôi đi. Em xin lỗi anh, em không thể đồng ý lời cầu hôn của anh. Em đừng đùa như vậy chứ. Chính vì em phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình, cho nên em chỉ có thể từ chối anh. Em đang có ý gì chứ? Có phải là anh chuẩn bị chưa tốt không? Hay là anh đã làm sai điều gì? Em xin lỗi. Lần trước em nói muốn kết hôn với anh, đó là vì em nhất thời xúc động thôi. Em nghĩ rằng anh sẽ cân nhắc, nhưng mà không ngờ rằng anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Em không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hãy cho anh biết lý do đi, bởi vì em quá mệt mỏi rồi. Từ sau khi em bên cạnh anh, toàn là em chạy theo góc của anh thôi. Em thật sự mệt lắm rồi. Anh không tin đâu. Em nhìn anh đi, em nhìn vào anh đi. Em hãy nói lại những lời em vừa nói đi. Em hết yêu anh rồi.
Em nói em hết yêu anh rồi. Em lừa được người khác, không lừa được chính mình đâu. Đúng vậy, em chính là đồ lừa đảo. Em là đứa lừa đảo từ đầu tới chân. Sao anh nhất định muốn ở bên cạnh kẻ lừa đảo chứ? Vì muốn cự tuyệt anh mà em lại nói mình là kẻ lừa đảo. Rốt cuộc em làm sao vậy? Em không có cách nào tiếp tục ở bên anh được nữa. Trong chuyện tình cảm, chúng chỉ không có cái gọi là tại sao. Ý của em là em muốn chia tay với anh. Nếu em thực lòng không yêu anh, thực lòng nhẫn tâm từ bỏ anh, bây giờ anh sẽ đi. Mễ đó, khó khăn lắm chúng ta mới được ở cạnh nhau tới hôm nay. Lẽ nào em từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Tiêu Lượng, em xin lỗi anh. Em lại gạt anh rồi. Mỹ Lệ à, sao con không về nhà ăn cơm? Bố của con đợi sốt cả ruột luôn kìa. Con không muốn ăn đâu. Sao vậy? Con đã nói chuyện với Tiêu Lượng chưa? Con còn định kéo dài tới bao lâu? Mỹ Lệ là con người, nếu đã nói dối một lần thì sẽ cần thêm nhiều lời nói dối khác để che giấu. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, con không thấy mệt sao? Vì vậy con không muốn tiếp tục mệt mỏi nữa. Con chỉ cần nói dối Tiêu Lượng lần cuối cùng thôi, thì sau này sẽ không bao giờ phải nói dối. Con nói như vậy là sao? Mẹ không hiểu gì cả. Cái gì mà nói dối chứ không nói dối? Rốt cuộc con đã nói sao rồi? Con nói dối là con không yêu anh ấy. Con đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Nhưng con yêu nó mà phải không? Sao con lại nói như vậy chứ? Mẹ à, con đã kể chuyện con phẫu thuật thẩm mỹ cho chủ tịch nghe rồi. Chủ tịch Tiêu nói ông ấy bắt con phải rời xa Tiêu Lượng. Con không thể để cho Tiêu Lượng tại vì con mà lại mâu thuẫn với bố anh ấy. Cho nên con đã đề nghị chia tay với Tiêu Lượng. Nhưng mà thực sự trong lòng con rất buồn. Mẹ, con đã làm tổn thương Tiêu Lượng. Con đã làm tổn thương người đàn ông đối xử tốt với con. Con cảm thấy anh ấy vì con mà buồn phiền. Con cảm thấy căm ghét bản thân mình. Con thà chưa từng quen biết anh ấy. Anh ấy cũng không phải vì con mà bị tổn thương như vậy. Đúng là con bé ngốc. Chuyện này không thể trách con được đâu. Mẹ biết, bây giờ người đau khổ nhất chính là con. Tại sao con lại không thể bên cạnh người con yêu thương nhất chứ? Tại sao con không thể ở bên cạnh người con yêu? Mỹ Lệ, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Mẹ sẽ đưa con rời khỏi chốn đau thương này. Hãy quên Tiêu Lượng đi.
Nói đi, tại sao mẹ đó lại đề nghị chia tay anh? Giống chỉ tôi không nên an ủi anh đâu, bởi vì quan hệ giữa hai ta là tình địch. Nhưng mà vì mẹ đó, tôi cảm thấy tôi nhất thiết phải nói ra sự thật. Theo tôi nghĩ, mẹ đó không đời nào từ bỏ anh đâu. Có lẽ cô ấy nhất thời vì tức giận nên mới nói chia tay vậy thôi. Đó cũng chỉ là vì trong lòng cô ấy rất khó chịu. Chắc qua 2 tiếng là bình thường lại rồi. Cô ấy nghiêm túc đó. Tôi nói anh nghe, con người của anh đó, số lần bị cô ấy bỏ rơi quá ít ỏi, căn bản không có cách nào trải nghiệm được cảm giác thảm khốc khi chia tay. Hay là để tôi kể cho anh nghe nha, kinh nghiệm đau thương của tôi, để anh thấy dễ chịu hơn. Nhìn tôi đi. Từ đầu tôi thích cô ấy, nhưng mà cô ấy thì sao? Ngày nào cũng nhắc tới anh trước mặt của tôi. Sau này tôi sốc lại tinh thần muốn tỏ tình với cô ấy. Làm tôi đã làm rồi, sau đó thì sao? Cô ấy chơi trò biến mất với tôi. Tôi nhất thời không nhận ra cô ấy liền lao vào lòng của anh, nên mới nói chia tay thật sự không phải là tạm biệt, mà là trong lòng của cô ấy đã yêu một người khác. Cái cảm giác đau từng khúc ruột đó, từng chút một, ít nhất cô ấy chưa làm vậy với anh. Đúng là nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng có ai bằng mình. Anh nên biết hài lòng đi. Tôi đã trải qua rồi. Tôi đã cầu xin cô ấy quay lại với tôi. Cô ấy nói cô ấy mệt rồi. Cô ấy thật sự đã nói như vậy sao? Nhìn tôi giống đang nói giỡn hả? Vậy tôi cũng hiểu đại khái rồi. Thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có lẽ cô ấy không chịu đựng nổi nữa. Anh có ý gì đây? Gần đây xảy ra chuyện gì khiến cô ấy không chịu đựng nổi chứ? Tiêu Lượng à? Tiêu Lượng! Tiêu Lượng! Mẹ đó là em thật hay sao? Em xin lỗi anh. Anh cứ tưởng em đã bỏ rơi anh. Cảm ơn em đã bằng lòng quay lại đây. Hứa với anh, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng bao giờ rời xa anh nữa. Anh yên tâm đi. Sau này dù anh có đuổi em đi thì em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Em đã là vợ chưa cưới của anh rồi mà. Em tìm lại nó rồi sao? Sau khi em đeo nó rồi, anh phải có trách nhiệm với em cả đời đó.
Trời lạnh thế này mà sao cậu mặc ít thế? Nè, tay lạnh cống hết rồi. Cậu đừng có nhìn tôi kiểu đó nữa, tôi sợ lắm đó. Có lẽ tôi vẫn muốn cậu đối tốt với tôi một chút. Xem cậu nói kìa, chỉ biết lợi cho mình, không có nhân tính. Chẳng lẽ tôi bẩm sinh phải đối tốt với cậu? Cậu phải khóc lóc cảm ơn tôi mới đúng đó. Đúng vậy, cậu không phải bẩm sinh đã buộc phải đối tốt với tôi. Vì vậy tôi phải thật biết ơn cậu. Thật ra cũng không nói như thế được, người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Có lúc tôi nghĩ rằng thật ra tôi rất ác độc. Từ lúc cậu và Tiêu Lượng bên nhau, tôi vẫn luôn muốn tốt nhất là giữa hai người hãy xảy ra chuyện gì. Vì khi xảy ra chuyện, tôi sẽ có thể đường hoàng ở bên cạnh cậu, an ủi cho cậu, trở thành người đàn ông quan trọng nhất đời cậu. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ như trước. Là như vậy đó, tôi và Tiêu Lượng thật sự không đội trời chung. Anh ta giống như ngôi sao sáng giữa đêm đen, còn tôi giống như mặt trời gay gắt giữa ban ngày. Cứ hở ra là sẽ cho cậu hơi ấm. Chỉ tiếc là thời gian ban ngày của cậu quá ít. Hơi ấm mà tôi trao cho cậu chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Có lẽ đúng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng ít nhất có thể khiến tôi mãi mãi ghi nhớ cảm giác khi có cậu ở bên. Hãy để ngày hôm nay trở thành lần cuối cùng cậu giúp đỡ cho tôi nha. Tôi vẫn muốn nói với cậu những lời này. Tôi xứng đáng với tình yêu của Tiêu Lượng, nhưng không xứng với tình cảm sâu nặng của cậu. Đã biết là không xứng thì càng phải trân trọng đó. Nhưng trong lòng của tôi biết cậu cũng xứng đáng trở thành ngôi sao sáng của một người khác. Thế nên Lôi Dịch Minh, đừng cứ mãi nhìn mỗi tôi. Bên cạnh của cậu rồi cũng sẽ có một người yêu cậu giống như tôi yêu Tiêu Lượng. Cậu phải trân trọng đó. Mập à, cậu đã nói cậu sẽ mãi đứng ở một nơi có thể che chở cho tôi. Bây giờ tôi cũng không cần sự che chở đó. Tôi để cậu ra đi. Tiêu Lượng, những món này có hợp khẩu vị của cháu không? Dì nói cho cháu biết, dì rất thích những món ăn vặt ở đây. Nhưng mà hôm nay cháu gọi nhiều món quá. Cháu xem, chúng ta đều ăn không hết, như vậy rất lãng phí đó. Ông à, hay là chúng ta gói mang về đi. Được, nghe theo bà hết. Ông chủ à, như vậy thì không lãng phí nữa rồi. Nào nào nào, Tiêu Lượng à, cháu làm giỏi thật đấy. Trước đây từng làm ở quán ăn hay sao? Trước đây ở Hàn Quốc cháu từng làm gì ở nhà hàng, từng phải gói thức ăn, làm nhiều cho nên thành thạo thôi. Thật sao, cháu từng làm thêm ở hàng hay sao? Cháu từng làm một thời gian thôi ạ. Hôm nay chú và dì vui không? Rất vui, rất vui. Hôm nay rất là vui, phiền cho cháu quá. Đừng khách sáo, chú và dì của mẹ đó cũng là chú và dì của cháu mà. Bí lệ của chúng tôi đã có vị hôn phu rồi, cũng không biết phúc phần từ đâu. Oh,
Ý của dì muốn nói là Mỹ Lệ nhà chúng tôi rất ngưỡng mộ sự may mắn của mẹ Đoá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng đúng. Phải rồi, mẹ Đoá. Mọi người ở đây nói chuyện nha. Anh đi lấy xe, chút nữa qua đón mọi người. Anh đi đi. Được, được, được. Ba. Mẹ. Ba mẹ nhanh như vậy đã muốn về quê rồi. Trong lòng của con cũng không nỡ. Con gái ngốc, có gì mà không nỡ đâu chứ. Cũng không phải là ba mẹ không đến nữa, đúng hay không? Trước khi ba mẹ đến, con vẫn luôn cẩn thận sống trong thế giới của mẹ Đoá. Nhưng mà nhớ nhà cũng không dám về, sợ ba mẹ không chịu tiếp nhận con, cũng sợ người khác phát hiện bí mật của con. Nhưng mà lần này ba mẹ đến đây, rộng lượng với con, yêu thương con như vậy, cảm giác sợ hãi trong lòng của con cũng giảm đi rất nhiều. Cho nên bất kể sau này xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhớ tới ba mẹ, con sẽ không sợ gì hết. Mỹ Lệ à, ba mẹ thấy Tiêu Lượng cũng rất tốt. Hy vọng gia đình chúng ta có thể tiếp nhận nó. Mẹ và ba của con tin là con có thể xử lý tốt chuyện của bản thân. Ba mẹ ở nhà đợi đến ngày con thuận lợi đưa Tiêu Lượng trở về nhà chúng ta, cùng gọi chúng ta một tiếng ba mẹ. Ngày đó sẽ mau đến thôi. Mỹ Lệ, ngày mai ba mẹ rời khỏi Thượng Hải rồi. Các con bận rộn công việc thì không cần phải tiễn. Thượng Hải là một nơi tốt, phải làm việc và sống cho tốt nha con. Yêu thương nhiều vào. Chuyện tình cảm nhất định phải nghiêm túc. Dịch Minh là một đứa con trai tốt. Nếu con cảm thấy nó không thích hợp với con thì đừng có dây dưa, đừng khiến cho người ta thiệt thòi đó. Con hiểu chưa? Đừng nói nữa ba. Con biết rồi mà. Con sẽ xử lý thật tốt. Tôi thích em. Trước đây tôi là một người rất đào hoa. Tôi không có cách nào giữ quan hệ lâu dài với một cô gái. Tôi khóa chặt trái tim mình, không cho bất kỳ ai bước vào đó. Tôi vẫn luôn làm như thế, nhưng đã có người có thể bước vào. Sao dừng lại rồi? Không có. Cậu cắt hư tóc của tôi rồi đúng không? Đâu có đâu, đưa gương cho tôi. Không có. Không đưa, tôi tự mình coi cũng được mà. Dùng điện thoại. Không có. Để điện thoại lại cho tôi. Cậu cắt hư tóc của tôi rồi. Sao lại đánh tôi hả? Cậu muốn đánh nhau phải không? Được, đến đây. Người đó rất mập, cũng không xinh đẹp, vốn không phải tuyết người của tôi. Nhưng khi ở cùng với cô ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ không yêu cô ấy cho đến một ngày. Cô ấy gặp tai nạn xe. Cô ấy phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là đau lòng. Sau đó tôi đã luôn ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ bí mật của cô ấy. Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình không được yêu cô ấy. Nhưng mà tôi, khi tôi nhìn thấy những khó khăn mà cô ấy phải trải qua, khi tôi nhìn thấy cô ấy yêu một người khác, nhìn cô ấy vì một người khác mà khóc, vì một người khác mà cười, tôi luôn muốn bản thân dùng một góc độ khách quan để đối đãi với cô ấy. Nhưng mà tôi lại không làm được. Hãy nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ rất đau lòng. Nếu như không có cậu ấy, em thực sự sẽ không yêu một người khác hay sao? Nếu không phải tình yêu không thể miễn cưỡng, tôi hy vọng người đầu tiên tôi yêu chính là cậu. Có câu nói này là đủ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bác sĩ, tôi muốn anh giúp tôi kết hôn. Cô nói gì chứ? Kết hôn hả? Là thế này, tôi muốn kết hôn với người mà tôi thích. Nhưng mà tôi sợ anh ấy lại không đồng ý. Nên tôi muốn... Cô muốn gì chứ? Tôi muốn gạt anh ấy, nói tôi có thai. Nên anh giúp tôi làm một giấy chứng nhận giả đi. Thực ra cô không mang thai, nhưng bây giờ cô muốn giả mang thai. Cô chỉ vì muốn ở cùng anh ta đúng hay không? Cô vì muốn chung sống với anh ta mà không ngại nói dối một chuyện lớn như vậy. Tôi hỏi cô một lần nữa, cô thật sự muốn lấy anh ta thật sao? Thực ra tôi cũng không yêu anh ấy nhiều như vậy. Thật đấy. Vậy thì tốt. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tôi hy vọng rằng cô có thể sớm tỉnh táo lại. Sao thế? Tại sao anh lại hung dữ như vậy? Có phải có tâm sự gì không? Không có. Tôi chỉ không muốn để cho một cô gái trẻ đi làm đường lạc lối nên nhắc nhở. Tôi không sao đâu, cô không cần lo cho tôi. Ai lo cho anh chứ? Tôi chỉ là đồng nghiệp của anh thôi. Tôi nhắc nhở anh đừng phạm phải sai lầm. Uống chút nước đi. Cao Văn, em về lúc nào vậy hả? Đứng dậy, để anh xem thay đổi thế nào rồi. Tại sao anh lại nhiệt tình như thế? Để cô đồng nghiệp thích anh nhìn thấy danh hiệu thánh tình của anh không phải mất đi sao? Cái gì mà đồng nghiệp thích anh? Ở đây đâu có người ngoài. Ngại quá đi. Anh giới thiệu với em, đây là lãnh đạo của anh, cũng là bạn tốt của anh, Phương Văn Hy. Người này chắc không cần phải giới thiệu nữa. Cao Văn, xin chào. Bác sĩ Phương khách sáo rồi. Anh lôi nhà chúng tôi trong công việc chắc đã gây không ít phiền toái cho cô. Hãy rộng lượng với anh ấy giùm tôi. Cô khách sáo quá rồi. Tôi và bác sĩ Lôi hợp tác lâu như vậy, tôi đương nhiên hiểu con người của anh ấy. Không cần khách sáo với tôi. À, em về lúc nào thế? Sao đột nhiên đến bệnh viện này? Ngoài cửa không có người hâm mộ sao? Em muốn gặp anh còn kêu gọi người hâm mộ gì chứ? Em đã chuẩn bị một buổi gặp mặt đặc biệt. Anh muốn đi thử không? Đặc biệt thế nào? Cổ họng của cô không khỏe hay sao? Không phải. Là bác sĩ Lôi, chúng ta còn có ca phẫu thuật nữa. Tôi đến phòng phẫu thuật đợi anh nha. Anh mau chóng qua đó đi. Đủ rồi, em chơi đủ chưa? Mau buông tay ra đi, người ta đã đi rồi. Đừng diễn nữa. Anh nói cho em biết, đây chính là lãnh đạo của anh, tuyệt đối không được đắc tội. Em không biết anh bị cô ấy trêu đùa thế nào đâu. Chắc anh không phải thích đóa hoa chính trực ấy chứ? Không phải, tuyệt thế mỹ nhân như em anh cũng từng trải rồi, tùy tiện thích người khác sao được. Em biết rồi, nhưng mà anh đừng có khen em nữa. Em đã vượt qua Thái Bình Dương mới có thể miễn cưỡng quên đi anh. Bây giờ nói những lời này, anh muốn em hồi tâm chuyển ý hay sao? Anh không khen em nữa, không khen nữa. Chút nữa anh phải phẫu thuật rồi. Có chuyện gì đợi anh tan ca rồi nói tiếp. À phải rồi, chọn thời gian cùng tụ tập đi. Chọn thời gian đi. Gọi cả mẹ đóa là được. Mẹ đoá sắp kết hôn rồi. Sau khi gặp cô ấy, hãy chúc mừng cô ấy giùm anh. Cô ấy thật sự kết hôn với Tiêu Lượng hả? Còn có người thứ hai sao? Cũng đúng. Anh cũng giống cô ấy. Ngoại trừ cô ấy ra, anh cũng không thích người thứ hai. Vậy tối nay chúng ta gặp nhau đi. Trên đường về chú ý an toàn đó. Biết rồi. Anh à, gặp được anh mới cảm thấy bản thân thực sự đã trở về. Cảm giác chân thật thế này thật tốt. Tạm biệt. Mới có mấy ngày không gặp đã không nhận ra tôi nữa hay sao? Không nghĩ là cô đã quay về.
Cô ra nước ngoài lâu như vậy, khỏe chứ? Cô cũng biết tôi ra nước ngoài lâu, bạn bè gặp mặt không nhìn thẳng vào mắt tôi. Cho dù tôi vừa cãi nhau với người ta, sắc mặt không tốt cũng không đáng sợ thế chứ. Tôi sợ sau khi cô nhìn thấy tôi sẽ nhớ về những chuyện không vui trước đây. Đều là chuyện xưa rồi, tôi không có tâm trạng nhớ mấy cái đó. Nếu như tôi không quên được những chuyện trước đây thì tôi không về nước. Còn cô, nếu như cô vẫn luôn nhớ chuyện trước đây không quên được thì không xem Cao Văn tôi là bạn nữa rồi. Vậy thì tôi không vui đâu. Đương nhiên là không rồi. Thực ra thấy cô trở về tôi vui lắm. Chỉ cần cô không trách tôi, sao tôi có thể không xem cô là bạn được? Vậy thì được. À nhưng mà có thể cô không tìm được người bạn thứ hai tiêu dao tự tại như tôi đâu. Tôi miễn cưỡng cho cô cơ hội để bù đắp cho tôi. Nào nào, cảm ơn nhé Cao Văn. Nghe nói cô và Tiêu Lượng sắp kết hôn. Đúng lúc tôi vừa quay về Song Hỷ Lâm Môn, chúng ta tụ tập với nhau. Được. Anh là trái táo nhỏ của em, yêu anh bao nhiêu cũng không đủ. Gương mặt ửng hồng, lạc điệu rồi. Lạc điệu rồi đó. Lạc điệu rồi. Anh vào lúc nào vậy? Sao không gọi em một tiếng? Nghe em hát hay quá nên anh mãi thưởng thức thôi. Anh hát một bài đi. Sao thế? Đứng ở đây làm gì? Đều là người nhà hết. Mau lên qua đây. Đúng rồi, hai người, một là bạn trai cũ, một là bạn trai cũ cũ. Hôm nay nhất định phải chơi thật vui, tuyệt đối không được làm mất hòa khí. Sao lại làm mất hòa khí? Em phải hiểu rõ. Anh giới thiệu cho em Tiêu Lượng, anh em của anh. Trong thời gian em đi Mỹ, người này đã trở thành fan trung thành của anh rồi. Bây giờ trong lòng của anh ta chỉ có anh thôi, đúng không? Đùa gì vậy? Hai người có thể thành bạn bè hay sao? Đừng quên trước đây hai người vì bể đóa. Cổ họng của tôi sao lại khô như vậy? Đừng quên chuyện hai người trước đây ganh ghét nhau vì tôi như thế nào. Dù sao thì hôm nay mọi người cũng đến rồi, phải vui vẻ đi đúng không? Đúng không? Vui vẻ mà. Anh ta nói thật đấy, chúng tôi là bạn bè. Nào anh em, ngồi xuống đi, chúng ta uống một ly. Nào uống một ly. Anh uống gì? Sao hai người này lại trở thành bạn vậy? Tôi mới đi có 2 năm, sao thế giới lại thay đổi nhanh vậy? Hai người họ thế này, tôi cũng cảm thấy kỳ cục lắm. Đâu chỉ có kỳ cục, hai người họ thế này nói thẳng ra chẳng phải yêu cô thật lòng sao? Nhưng có phải thấy hai người hòa hợp rất tốt không? Hôm nay mọi người đều vì tôi mà đến đây, tôi nhất định phát biểu gì đó đúng không? Khoảng thời gian tôi ở Mỹ sống một mình rất vui, rất hạnh phúc. Mọi người cũng thấy rồi đấy, tôi ngày càng xinh đẹp hơn. Không có cách nào, trời đã định sẵn con bé này chắc chịu đã kích ở Mỹ hả? Tuy tôi rất đẹp, nhưng mà có một chuyện không thể nào nghi ngờ được. Thời gian tôi ở Mỹ, chuyện tôi nhớ nhất chính là những người bạn như mọi người. Không có cách nào, ai bảo tôi trượng nghĩa như vậy chứ. Chuyện này cũng là trời định, tôi không có cách nào hết. Rượu này nhìn đẹp thật ha, mọi người cùng nâng cốc. Chúng ta cạn ly nha. Cạn ly, cạn ly. Nào, bài này tôi biết hát. Nào 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 nào, để tôi.
Dưới cô đang nghĩ gì vậy đó hả? Không phải đâu, anh đang nghĩ đến cuộc phẫu thuật anh phải làm ngày mai. Phẫu thuật gì mà khiến cho anh nghĩ suốt trên đường thế? Anh có một bệnh nhân bệnh tình rất phức tạp, có một khối u, nhưng mà thời gian ủ bệnh quá lâu, nhất thời không thể cắt được. Sao lại như vậy? Chỉ cần hạ quyết tâm thì tâm bệnh đều có thể loại bỏ hết. Nói gì đến khối u trong cơ thể. Còn em, chuyện giữa hai chúng ta, em thực sự nghĩ thông rồi hay sao? Nghĩ thông rồi. Vậy thì được. Nói như vậy, em thực sự đã quên anh. Vậy thì không. Em thích anh, anh thích Mễ Đoá, nhưng mà anh lại không có được cô ấy. Như vậy chính là không ai có thể cướp anh đi từ em. Cảm giác đó không phải rất hay sao? Được rồi, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em nữa. Em không còn hy vọng ở bên anh nữa. Chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi. Cũng như anh và Mễ Đoá vậy. Thích một người không nhất định phải có được người đó, đúng hay không? Em hiểu không? Anh thật sự không muốn tổn thương em lần thứ hai. Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt bản thân mình. À đúng rồi, bác sĩ Phương ở phòng khám đó của anh, anh phải cẩn thận với cô ta đó. Phương Giang Hy, cẩn thận cô ấy làm gì chứ? Không gì hết. Em chỉ không muốn cô ấy trở thành em thứ hai. Sao vậy? Mất trí nhớ hả? Đóng phim hả? Đó bé thôi, chưa cho cô ấy biết đó. Tôi sợ là cô ấy nghe xong sẽ sốc. Ơ này, có chắc không? Diệp Kỳ không chơi khăm cậu đó chứ? Không có đâu. Cô ấy còn tưởng mình đang yêu Tiêu Lượng. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như thể chưa từng gặp tôi vậy. Với lại gì chứ? Với lại ánh mắt thích một người có thể nhìn ra được. Tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn Tiêu Lượng là kiểu thích rất đơn thuần, khác hẳn cảm giác phức tạp khi nhìn Tiêu Lượng trước đây. Chuyện này không khó. Hay như vậy đi, cậu nói thật với cô ấy, cứ nói bây giờ Tiêu Lượng là người yêu cậu, bảo cô ấy tránh xa ra. Sao được? Nếu như giờ tôi nói ra, cô ấy sẽ bị sốc, rồi nhớ lại hết chuyện 5 năm nay. Cô ấy còn đang nắm giữ bí mật của tôi đó. Tiến không được, lùi cũng không xong. Vậy thì phải làm sao đây? Vậy thì đi bước nào tính bước đó. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Thuận theo tự nhiên đi. Thực ra người tôi lo không hẳn là Diệp Kỳ, mà là Tiêu Lượng. Tiêu Lượng làm sao? Tiêu Lượng nói với tôi, anh ấy đến với tôi bởi vì tôi rất giống Diệp Kỳ. Do ngày xưa Diệp Kỳ xấu tính quá nên Tiêu Lượng rất ghét. Nhưng bây giờ cô ấy đã ngày càng tốt lên, còn tối ngày ôm lại quá khứ của họ nữa. Tôi lo tình cảm Tiêu Lượng dành cho tôi sẽ bị lung lay. Sao như vậy được? Cậu đang đùa hay sao? Tôi hiểu tâm tư của Tiêu Lượng, anh ta không thể thích người khác. Điều này tôi có thể lấy danh dự thuần khiết của mình ra đảm bảo với cậu. Không được nữa thì cậu đừng để họ ở với nhau suốt. Sao mà được? Phải có người chăm sóc cho cô ấy. Hay để tôi chăm sóc cô ấy. Bây giờ cô ấy cũng tốt tính hơn rồi, không đáng ghét như trước đây nữa. Tôi ở cùng với cô ấy chắc sẽ không có cảm giác không ưa nhau đâu. Có khi tôi cũng thấu hiểu cô ấy. Tôi thấy cậu hơi rộng lượng đó, vì một người đàn ông mà chạy tới bệnh viện chăm tình địch của mình. Bỏ cả buổi hẹn tôi ra mà uống rượu nhẹ thế này hay sao? Đổi cái nào mạnh hơn đi.
Gọi anh ra đây đâu phải để thi thố, nhưng mà đây tôi ra để xả giận. Không cần anh nói, tôi đủ buồn bực lắm rồi. Sau khi Diệp Kỳ tỉnh lại, là tôi và Mễ Đoá đã xảy ra rất nhiều vấn đề. Nói đi, anh định làm gì đây? Tôi thấy Mễ Đoá có vẻ khác lạ lắm. Khác gì? Thì là yêu lâu rồi cứ thấy quấy giấu tôi chuyện gì đó, nhất là với chuyện Diệp Kỳ. Cô ấy thà tự mình bức sức, cũng không nói rõ với Diệp Kỳ quan hệ giữa hai chúng tôi. Nghĩ sao cũng thấy lạ quá. Anh nghĩ Mễ Đoá lạ lùng như vậy đúng không? Mễ Đoá lạ lùng chỗ nào? Tôi thấy là gì? Hoàn cảnh của anh đang quá phức tạp. Bên này là bạn gái cũ của anh, hết mực si tình, anh phải săn sóc đủ bề. Bên kia là dị hôn thê. Anh biết dị hôn thê là gì không? Anh đã nói gì với Diệp Kỳ? Anh nói gì với Diệp Kỳ chứ? Diệp Kỳ là bạn gái của anh, còn Mễ Đoá chỉ là thư ký. Mễ Đoá là dị hôn thê của anh mà. Cô ấy sẽ nghĩ sao? Anh làm như vậy có mệt không? Nếu mệt thì có thể bảo tôi trả Mễ Đoá lại cho tôi. Tôi có thể chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Muốn động tay động chân chứ gì? Nào, đánh đi này. Nào, lần này tôi tạm tha cho anh đó. Tôi không muốn nghe những câu thế này nữa. Hai thằng đàn ông như mình thụt lùi quá đi. Tới cả ba luôn rồi, mình còn nói về Mễ Đoá, Diệp Kỳ. Thôi không nói nữa, đi thư giãn đi. Đi. Làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Anh nghĩ tôi có hứng thú với kiểu phụ nữ này hay sao? Có bảo anh làm gì đâu. Mấy cô này là thế đó, giỡn tí là xong thôi. Thư giãn thôi mà. Rồi rồi rồi, cho anh quyết hết. Đôi lúc tôi nghĩ có một vài cô gái như là cái dầm trong tim đàn ông vậy. Khi nào chạm phải là tim nhói đau. Anh biết ăn nói tử tế không thế? Sao? Anh không thấy tôi văn vẻ lắm à? Nhìn tôi làm gì? Không cần sùng bái tôi đâu. Tiêu Lượng à, anh ra ngoài trước đi. Bây giờ tôi phải tỏ tình với Mễ Đoá. Ai cản là tôi liều với thằng đó. Hai người bị điên rồi hay sao? Uống lắm thế. Cô uống bao nhiêu đâu, có tí xíu thôi mà. Cậu biết đó, có chút xíu thôi phải không? Nó nhỏ thôi. Mễ Đoá, anh yêu em. Mễ Đoá, Mễ Đoá, nói cậu nghe. Vì hạnh phúc của cậu, bây giờ tôi định không yêu cậu nữa. Hai người thiệt tình, to xác thế rồi. Nào nào nào, vào đi, ngồi đi. Cẩn thận đó. Hai người phiền quá đó. Ngoan ngoãn ngủ đi nha. Nếu như không, dứt hết hai người ra ngoài luôn đó.
Bỏ em ra. Không được ngó lơ anh. Anh bơ em trước mà. Là anh đã sai rồi, xin lỗi em. Bé Đoá ở đâu? Ra ngoài từ sáng sớm rồi. Cô ấy phải tới bệnh viện chăm sóc cho Diệp Kỳ. À phải rồi, Diệp Kỳ sắp ra viện. Anh định thu xếp cho cô ấy thế nào? Tôi chưa nghĩ ra. Hay để cô ấy ở nhà cũ đi. Diệp Anh cũng nghĩ ra được. Giờ người ta mới vừa khỏi bệnh, đầu óc chưa tỉnh táo. Anh để người ta ở căn nhà xa mút chỉ như vậy. Nhớ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm đây? Tôi cũng đâu thể để cô ấy ở bệnh viện mãi được. Hơn nữa, sống cuộc sống của người thường có lợi cho việc hồi phục trí nhớ. Mình là đàn ông đàn an, phải cầm được, buông được. Việc để gánh trên vai, anh không được tùy tiện quẳng gánh. Tôi không cần biết anh xử lý sao. Tóm lại phải bàn với mẹ Đoá. Anh biết sao mẹ Đoá né tránh anh phải không? Đó là vì tâm bệnh lớn nhất của cô ấy bây giờ chính là Diệp Kỳ đó. Trước mặt anh không nhắc chuyện này, sao cô ấy dám mở miệng? Bây giờ cô ấy tránh anh, thực ra là trốn tránh bản thân. Không thì hôm nào đó bất cẩn lại thấy cái bản mặt khó ưa của anh. Đó anh coi, chính là cái bản mặt này, khó ở hết sức. Anh đừng tưởng có chuyện anh tự gánh thì gọi là có trách nhiệm. Đàn ông tốt có trách nhiệm thực sự là phải khiến cho phụ nữ của mình tinh thần thoải mái. Chuyện Diệp Kỳ, nếu như anh và mẹ Đoá cùng gánh vác thì là trọng tình trọng nghĩa. Còn nếu như anh gánh một mình thì là thiếu dứt khoát. Bây giờ cái mẹ Đoá cần là sự khẳng định từ anh. Nếu như anh thực sự yêu cô ấy, thế để cho cô ấy phấn đấu cùng với anh. Nhưng mà tiền đề là không được tổn thương cô ấy. Có khó lắm hay không? Tôi đã nói rồi, anh không thể hiểu mẹ Đoá bằng tôi đâu. Tôi kệ anh có thích nghe hay không. Tóm lại là tôi cũng có cuộc sống của mình. Tôi không thể kè kè bên hai người suốt, làm người hòa giải tình cảm cho hai người được. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn dùng hết sự nhiệt thành đời này của mình tích góp để yêu thương thật mãnh liệt một lần. Không có việc gì đừng làm phiền tôi. Tôi uống ly này rồi. Cậu nói gì? Cho anh ta ở chỗ tôi. Nói nhỏ thôi. Anh ấy đang đậu xe. Nói cậu nghe, khó lắm tôi mới lừa được anh ấy tới. Lát nữa cậu phải cho anh ấy ở lại đó. Ở gì mà ở? Đến cậu tôi còn không muốn cho ở nữa mà. Hơn nữa, bạn trai của cậu không có chỗ ở, là để cho anh ta ở chỗ của tôi. Chuyện này là sao đây? Tôi cũng có nghĩ tới việc ở chung với tôi, nhưng mà giờ tôi đang chăm sóc cho Diệp Kỳ. Nếu cô ấy qua nhà tôi suốt, phát hiện tôi và Tiêu Lượng sống chung thì lại bị kích thích nữa. Chị cũng không được, đâu phải cậu không rõ tôi. Nhà tôi không cho phép có vật sống biết thở thứ hai. Tất nhiên là ngoài giống cái. Vậy là cậu ép tôi sống chung với Tiêu Lượng đúng hay không? Béo, lời nói dối không bao giờ che đậy được lời nói dối. Cậu cứ lấp liếm kiểu đó, kết quả sẽ rất tồi tệ đó. Thế nên trước lúc đó, tôi mong cậu lấy can đảm nói thật với Tiêu Lượng. Tôi cũng muốn nói thật chứ, nhưng mà tôi đã hứa với ba của Tiêu Lượng rằng không làm tổn thương Tiêu Lượng nữa. Nhận lời tôi một lần được không? Một lần thôi. Tôi đi gọi anh đấy.
Anh muốn ở nhà em, anh không ở đây đâu. Anh nói muốn ở nơi quen thuộc mà. Chỗ này quen thế mà, phải không Lưu Dịch Minh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.